Nhà đất Hùng trên kênh YouTube bán nhà của Vấp Tân Bình, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, cũng trên hệ thống Zalo, Facebook, Fanpage và website nhà đất hùng.com. Xin kính chào quý vị khách hàng. Video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng em Hùng đến tham quan một căn nhà phố ngang 5, độ dài 12m hướng Tây, tọa lạc trên trục đường Tô Ngọc Vân, phường Thạnh Xuân, cách quốc lộ 1A khoảng tầm 300m nha quý vị. Căn nhà tọa lạc trong khu nhà lầu đồng bộ An Ninh, thiết kế một trệt, một lửng và 3 tầng lầu. Nhà thiết kế có gara, xe hơi, phòng khách, phòng bếp, 4 phòng ngủ, phòng giằng thờ và sân thượng trước sau. Giá bán chủ nhà đang ngộp thở oxy, giảm sâu tới 800 triệu đồng. Giá bán bây giờ Huy Hùng chào bán chỉ còn 5 tỷ 250 triệu đồng thôi và còn thương lượng nha quý vị. Và quý vị sẽ cùng em tham quan con đường thông này. Nhà này dưới quận 12 thì đường rất là rộng nha quý vị, đường toàn 12 đến 15 mét thôi, đường thông bằng cờ, điện âm, nước âm, xe hơi xe tải vào thoải mái và dễ dàng, thuận tiện ở mướn phòng công ty cho thuê kinh doanh bán làm showroom spa. Và căn nhà ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến tham quan là một căn nhà chủ lại đang ngộp thở oxy nữa nha quý vị. Cần bán gấp với giá 5 tỷ 250 triệu đồng và còn bất lộc cho quý vị thiện chí mua. Căn nhà xây mới 100%, sổ hồng hoàn công đầy đủ, giấy tờ pháp lý rõ ràng. Với diện tích khuôn viên đất là ngang 5, độ dài 12m. Chúng ta sẽ ngắm nhìn mặt tiền, mặt chính căn nhà tân cổ điển một lần nữa này. Căn nhà tân cổ điển mái Thái nha quý vị. Và quý vị sẽ cùng em vào bên trong căn nhà. Căn nhà này có vỉa hè 3m bên ngoài. Bên trong là hai lớp cửa, một lớp cửa cún và một lớp cửa nhôm. Dưới tầng trệt thì quý vị sẽ có khu vực gara đậu xe hơi dài tầm 6m, quý vị đậu vượt xe hơi từ 4 đến 7 chỗ. Hai bên tường ốp gạch lên cao phun trần, bên trên có tranh ảnh trang trí, đèn chiếu sáng, đèn led và đèn pha lê rất là đẹp, cũng như là có trần thạch cao được sơn chỉ vàng bên trên. Đây là không gian trần thạch cao bên trên của căn nhà này. Căn nhà quá đẹp, quá sang, quá đẹp tuyệt vời và chủ nhà đang ngộp thở oxy, giảm sốc tới 800 triệu đồng bán nhanh. Giá bán bây giờ chào ra chỉ còn 5 tỷ 250 triệu đồng thôi và còn thương lượng mạnh. Quý chị có bác quan tâm thì gọi về ngay cho bên nhà đất Huy Hùng theo số hotline 0918 178 647 đến tham quan và sở hữu trực tiếp căn nhà. Nhà full nội thất tặng kèm, quý vị mua thì chỉ việc xách ba lô quần áo về ở thôi. Ở đây thì quý vị thấy có tủ rượu gỗ sồi rất là rộng này, khu vực cầu thang ở dưới nhà với tay vịn gỗ sồi, lan can kính cường lực và mặt đá hoa cương. Phía sau thì có không gian phòng bếp, phòng ăn với bàn ăn 6 ghế, những bức tường ốp gạch lên cao phun trần, bên trên có trần thạch cao, đèn chiếu sáng và sơn nhũ vàng rất tuyệt vời. Cái bên đây thì có không gian phòng bếp với tủ bếp trên dưới, khu vực để tủ lạnh hai cửa, khu vực đặt bếp âm, bồn rửa trên bát, giá kệ để trên bát và khu vực để máy hút mùi. Cuối nhà thì quý vị sẽ có sân sau, giếng trời và phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh cuối nhà bao gồm bồn cầu, lavabo rửa mặt, vòi tắm, hoa sen và kính soi. Căn nhà đang tọa lạc trên trục đường Tô Ngọc Vân, ngay ngã tư Tô Ngọc Vân và quốc lộ 1A. Vị trí rất là đẹp, cách Gò Vấp chỉ 5 phút đi xe máy, cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khoảng tầm 30 phút và cách sân bay Tân Nhất khoảng tầm bán kính 7 km thôi. Quý vị có bác quan tâm đến căn nhà đẹp tân cổ điển ngang 5, độ dài 12m, diện tích công nhận trên số là 60m2 này, hãy gọi về cho bên nhà đất Huy Hùng theo số hotline đang hiển thị ngay trên màn hình đến tham quan và sở hữu trực tiếp căn nhà nha quý vị. Và chúng ta sẽ cùng em tiến lên bên trên không gian kiến trúc các phòng ngủ của căn nhà phố ngang 5, độ dài 12m đang có giá bán quá rẻ, chỉ bằng một lô đất nhỏ trên địa bàn quận Gò Vấp thôi. Và dưới quận 12 thì chúng ta có cả nhà, cả đất và đường rộng lên tới 12m, có vỉa hè, cây xanh và điện âm, nước âm. Trên tầng lửng sẽ là không gian phòng tiếp khách với những bức tường được ốp nhựa trang trí, bên trên có trần thạch cao chỉ nổi, đèn chiếu sáng, đèn trần, có bộ sofa tặng kèm, có cửa sổ ra khu vực sân sau, có tủ kệ tivi. Và ở đây thì quý vị thấy này, phòng khách được ốp nhựa lên cao phun trần nhá, bên trên thì có đèn trần, đèn led rất là lung linh. Nhà này quý vị mua cho con em mình ở, đi học, mua cho thuê, mua mở văn phòng công ty đều tuyệt vời. Hướng chính là hướng Tây, rất là phù hợp cho cô bác anh chị chúng ta, hợp mệnh phong thủy là Tây Tứ Trạch. Quý vị cô bác quan tâm đến căn nhà ngang 5, độ dài 12, hẻm 12m này, hãy gọi về cho bên nhà đất Huy Hùng để đến tham quan và sở hữu trực tiếp căn nhà. Liên hệ xem nhà bên nhà đất Huy Hùng, quý vị sẽ rẻ hơn những kênh bán nhà khác từ 200 đến 500 triệu đồng một căn, có căn lên tới cả tỷ. Và bên em thì luôn luôn có giá tốt cho quý vị chúng ta mua nhanh. Ngoài ra thì còn hỗ trợ cho quý vị vay ngân hàng với lãi suất ưu đãi từ 7 chấm đến 8 chấm nha. Không gian phòng ngủ số 1, quý vị sẽ có đầy đủ nội thất tặng kèm như là giường ngủ 2m, chăn ga gối đệm, cửa sổ ra khu vực sân sau, tủ áo, máy lạnh. Máy lạnh mới tặng kèm nha quý vị. Và có vệ sinh trong cho từng phòng. Căn nhà này thì chúng ta có tổng cộng là 5 phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh thì bao gồm bồn cầu, lavabo rửa mặt, vòi tắm, hoa sen và gương soi. Qua bên đây thì quý vị sẽ đến với không gian phòng ngủ số 2, phòng ngủ phía trước này. Phòng ngủ cũng với tủ áo, tủ kệ tivi, giường ngủ, chưa có chăn ga gối nệm. Có cửa sổ và cửa ra ban công, mặt tiền chính. Có máy lạnh, Daikin tặng kèm và cũng có vệ sinh trong luôn. Đây là không gian phòng ngủ số 2 của căn nhà.
Chủ nhà đang cần thanh khoản gấp nên giảm sâu tới 800 triệu đồng, chỉ còn 5 tỷ 250 triệu đồng thôi, và còn bớt lọc lá cho quý vị thiện chí mua. Trước đây thì căn nhà này chào bán với giá gần 6 tỷ nha mọi người. Và khi thời điểm đang sốt thì khách hàng của bên mình trả giá căn này 5 tỷ 6 mà anh chủ nhà còn không thèm bán. Nay thời thế đã hết rồi. Và bây giờ thì anh đã tụt giá xuống còn có 5 tỷ 2 thôi. 5 tỷ 2 năm thôi nha quý vị. Và còn bớt lộc thêm cho cô bác anh chị thiện chí mua. Chúng ta đang thấy thì đây là một trong những cơ hội vàng để chúng ta sở hữu nhà trên địa bàn quận 12 cũng là quận Gò Vấp và các quận của thành phố Hồ Chí Minh. Một thời điểm rất là tốt để quý vị sở hữu nhà nhé. Quý vị xem thấy video căn nhà này thì còn chần chừ gì mà không gọi ngay cho bên nhà đất Huy Hùng theo số hotline đang hiển thị ngay trên màn hình để đến tham quan và sở hữu trực tiếp căn nhà ngang 5, độ dài 12m, thiết kế một trệt, một lửng và 3 tầng lầu. Có đầy đủ công năng sử dụng, đầy đủ nội thất và thiết kế khá là đẹp theo mẫu kiến trúc Tân cổ điển. Căn nhà thì đang có hướng chính là hướng Tây, phù hợp cho cô bác anh chị chúng ta thuộc mệnh phong thủy là Tây tứ trạch. Đường trước nhà tới 12m thông. Vị trí thì nằm trên địa bàn phường Thạnh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, ngay ngã tư Tô Ngọc Vân và quốc lộ 1A của quận 12. Trên đây thì quý vị có khu vực không gian phòng để mẹ giặt này. Phía sau đây thì quý vị sẽ có sân sau để phơi đồ, giặt đồ, có cầu thang lên trên mái. Và ngoài đây thì chúng ta sẽ có không gian phòng thờ rộng. Phòng thờ căn nhà này thì chủ nhà làm rất là rộng nhé. Làm hầu như là hết cái sân thượng phía trước luôn. Sân thượng phía trước căn nhà chúng ta thì chỉ còn khoảng tầm 2m thôi. Đây chúng ta thấy này. Làm cái phòng thờ rộng thì quý vị thích căn nhà nào có phòng thờ rộng thì căn nhà này có đầy đủ cho chúng ta sở hữu và sử dụng nha quý vị. Và chúng ta đang tham quan khu phố xung quanh. Khu này là khu được phân lô đồng bộ mới, điện âm nước âm, xây dựng và hoàn thiện sẽ rất là đẹp. Và đường rộng nha mọi người, giá bán là 5 tỷ 200 triệu đồng. Quý vị có bác quan tâm alo cho Hùng để có giá tốt và gặp ngay chủ nhà để thương lượng cũng xem sổ hồng, xem giấy tờ hoàn công. Quý vị có bác quan tâm alo cho Hùng nha. Huy Hùng xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.